Nhìn thấy cái ngôi nhà là thấy ưng ý luôn nha anh chị. Nhìn thấy là cũng rất là đẹp luôn. Chủ còn tặng thêm một bộ sofa nữa nhưng mà chưa đem gì tới nha anh chị. Nói chung cái này thì chủ xây dựng lên để bán nha anh chị. Cho nên chủ làm thì cũng uy tín lắm, làm chắc chắn lắm. Bên đây cũng đang xây dựng nè. Cho nên sau này cái khu này là nguyên cái khu nhà ở rất là đông nha. Ở đây thì do bán nhà thì điện nước và wifi đều có đầy đủ hết rồi. Cho nên vấn đề điện nước wifi thì anh chị mình an tâm. Nói chủ đã vô hồ nước đồ sẵn hết luôn rồi. Sau này mình về mình sang tên qua lại mình nha. Đèn phía trước này thì chủ cũng đã làm luôn. Cho nên giấc tối mình bắt lên thì nó cũng sáng mà nó lại đẹp nữa. Và cái hôm nay nhà đất Minh Xem Tiền Giang có gì xã Tân Lý Tây của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho anh chị mình cái ngôi nhà này nè. Nó phía trước mình là đường rộng khoảng 2,5 m nha anh chị. Nói về hướng trên màn hình anh chị đang nhìn, đây là hướng đi thông về quốc lộ 1A. Khoảng cách từ ngay vị trí ngôi nhà mình mà về tới quốc lộ 1A đó thì tầm khoảng chừng 800 m rồi nha anh chị. Rồi anh chị ghé qua có một tí xíu là tới ủy ban dân xã Tân Lý Tây, nó cũng sát bên đây luôn. Thì đâu đó tầm khoảng 1 km là tới ủy ban xã luôn. Nhưng mà sau này anh chị đi chợ ngay thị trấn, một cái chợ lớn, thị trấn của Tân Hiệp á anh chị. Là cái thị trấn Tân Hiệp là ngay khu vực của khu hành chính của huyện Châu Thành. Đi cái chợ đó thì nó rất là lớn nha. Cho nên chị ghé ra chỉ có một đổi nữa là anh chị tới ngay chỗ cái chợ trung tâm của thị trấn Tân Hiệp luôn. Thì mình đi chợ lớn thì lúc nào nó cũng sẽ ngon hơn nha. Còn cái hướng ngược lại nè, hướng này thì nói chung là cũng đi dài dài xuống dưới rồi cũng đi thông ra đường tỉnh lộ thông kia, tỉnh lộ mấy em quên rồi. Còn cái ngôi nhà em giới thiệu cho anh chị hôm nay, nó có cái diện tích bề ngang qua, nó hậu rất đẹp nha. Bề ngang qua chỉ có 4,63 m nha anh chị. Nó còn cạnh bên đây đi thẳng xuống là 23,13 m. Còn cái cạnh bên đây tính mặt tiền nhìn vô là cạnh bên trái nha, đi thẳng dưới luôn là 25,53 m. Và phía sau hậu mình là nở ra 14,82 m. Cho nên nó có tổng diện tích là 215 m². Nhưng mà được cái là mình có tới 189 m² là thổ cư lận anh chị ơi. Nó phần còn lại là cây lâu năm nha. Thì ngôi nhà này thì anh chị nào mà mới lập gia đình riêng á thì mình mua về đây mình ở, cái ngôi nhà này cũng rất là tuyệt vời luôn. Nó mình ở hậu mình còn một không gian trống phía sau nữa nha anh chị. Phía sau này sau này anh chị mình cũng có thể là trồng những cái loại như là loại dây leo đồ này kia về vô chậu đó thì cũng rất là đẹp luôn. Và đây là em quay về hướng mặt tiền của ngôi nhà mình luôn. Mặt tiền của ngôi nhà mình thì xây về hướng bắc cho cô chú anh chị mình phong thủy để tiện tham khảo luôn. Còn tính từ ngay cái vị trí ngôi nhà của mình mà về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thời gian đi tầm khoảng 17 phút, khoảng cách là 11 km. Còn anh chị nào mà ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em sẽ lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới ngay vị trí ngôi nhà mình, thời gian đi tầm khoảng 1 giờ 6 phút, khoảng cách là 69 km. Còn anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây. Mà anh chị về tới ngay vị trí ngôi nhà mà em đang đứng đây, thời gian đi là 1 giờ 9 phút, khoảng cách là 47 km. Chỉ có 47 km nha anh chị, khá là gần ha. Đó là mình đi đường quốc lộ 1A nha anh chị. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Còn bây giờ để em sẽ di chuyển vào bên trong cho anh chị mình xem chi tiết bên trong luôn. Được cái đây mình về ngay khu công nghiệp Tân Hương, cũng gần sát bên nè. Đâu đó tầm khoảng 2 km là tới chứ gì, sát bên luôn anh chị. Anh chị chạy tới một tí xíu nữa là tới ngay khu công nghiệp của Tân Hương rồi. Nó anh chị có làm ở ngay khu công nghiệp Tân Hương á thì anh chị mua cái căn như này gì anh chị ở cũng rất là tuyệt vời luôn. Nó bởi vì sát bên mình thuận tiện đi làm luôn á. Đây thì cũng có cái đèn chùm kiểu gì nè. Đó, chủ cũng để lại cho anh chị mình thì cũng rất đẹp luôn. Ở đây thì chủ có lót gạch và ốp gạch lên đâu đó tầm khoảng 1,5 m nha anh chị. Nó còn phía trên thì tường chủ sơn nhưng mà nó liền với gạch luôn. Còn ở đây thì đóng la phong thạch cao. Đó, vừa cấp lên nhìn cũng là rất là đẹp. Nó còn cái đó thì sau này anh chị để vài cái chai gụ tây lên để trưng bày nó cũng rất là đẹp luôn. Đây thì có quạt trần,
kèm với đó là có bóng đèn nữa, nhìn thấy nó cũng rất là đẹp, nhiều duyên. Ở đây thì có một cái không gian rộng khoảng này để cho mình có thể là đặt bếp ga nấu nướng đây cũng được luôn. Đó anh chị thấy nè. Đây ha. Còn đây là cái phòng ngủ đầu tiên. Đó, nhà mình rất là rộng nha anh chị. Nó phòng ngủ đầu tiên luôn nè. Và đây là cái phòng ngủ thứ hai. Phòng này không có toilet bên trong nha anh chị. Em quay nhà bên kia có toilet bên trong nó rất là đẹp luôn. Nhưng mà nhà này thì toilet bên ngoài chỉ có một cái thôi. À, anh chị nhìn nè. Cũng có đèn nào này kia ha, toilet nhà tắm chung. Còn cái phòng ngủ thứ ba thì nó nằm ngay vị trí này. Đó, đây là phòng ngủ thứ ba. À, thì nói chung là làm thì cũng đẹp đẹp đẹp. Đẹp ơi là đẹp á. Nó em xin lặp lại nha, ngang mặt tiền của mình là 4m63. Phía sau mình nó hậu ra 14m82. Mình có một cạnh đi sâu vào là 23m13 và một cạnh đi sâu vào 25m53. Tổng diện tích là 215m2, trong đó có 189m2 là thổ cư. Phần còn lại là cây lâu năm nha anh chị. Nó đây là có cái không gian phía đây nữa nè. Chỗ gửi trai đầu riêng nè. Nó và cái không gian tắm phía này nè. Mở cái cửa này ra nó mát làm sao đâu vậy đó. Xung quanh xây tường rồi hết rồi. Cho nên vấn đề ranh giới anh chị mình an tâm. Mình có một khoảng không gian tắm ở đây nữa. Đó ha. Đó thì hiện tại chủ gửi cho em bán giá là 1.380.000.000. Địa chỉ là xã Tân Lý Tây của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Nếu anh chị nào mà thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ này thì anh chị hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là 039 545 4645. Em sẽ trực tiếp dẫn anh chị mình đến xem cái ngôi nhà này, được anh chị gặp chủ để có thể thương lượng thêm với chủ anh chị mua nha. Tổng diện tích là 215m2, trong đó có 189m2 là thổ cư. Phần còn lại là cây lâu năm. Giá là 1.380.000.000. Trong ngôi nhà mình có 3 phòng ngủ luôn, một toilet, một phòng khách ngay đó, một cái khu vực ngay chỗ nấu nướng nấu ăn đây luôn. Phía sau mình còn một khoảng không gian tắm luôn. Đây thì những cái này để gọn gàng cho anh chị mình có thể để đồ trong đây nè. Nhưng mà phần trên đó sao cao quá rồi, sao để lên tới trời. Nó hơi cao, phải bắt ghế lên mới để trên đó được. Rồi anh chị nào quan tâm thì kết bạn Zalo với em theo số điện thoại trên màn hình. Rồi em sẽ gửi sổ hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể luôn. Nó mình là nói chung là nở ngoài sau rất là nhiều. Mặc dù ngoài trước mình thì chỉ có 4m63, coi như là gần 5m á. Nhưng mà phía sau mình nở ra tới 14m82 lận, tức là gần 15m lận. À, thì nó nở hậu ra rất là nhiều. Thì nhiều người cũng phái cái nở hậu vậy là rất là tốt luôn. Rồi chiều sâu thì em nói rồi, có một cạnh là đi sâu vào là 23m13 và một cạnh 25m53. Tổng diện tích là 215m2, trong đó có 189m2 là thổ cư. Phần còn lại là cây lâu năm. Nói giá thì chủ gửi cho nhà đất Minh Xem Tiền Giang bán là 1.380.000.000. Nói anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ ngay cho em nha. Rồi em sẽ trực tiếp dẫn anh chị mình đến xem. Được cái là mình ra quốc lộ 1A cũng khá là gần. Rồi anh chị về trung tâm thị trấn Tân Hiệp của huyện Châu Thành thì cũng sát bên. À, về khu công nghiệp Tân Hương thì đâu đó tầm khoảng 2km nè. Để cho anh chị mình đi làm ship hay làm công nhân gì bên đó cũng được. Rồi thì em cũng lên nhanh clip này cho anh chị mình xem. Thì chu vi tổng quan nó thì chỉ có nhiêu đây thôi. Em quay cũng rất là kỹ cho anh chị mình xem rồi. Anh chị nào mà muốn về xem thực tế thì cứ liên hệ cho em. Nhưng mà anh chị có quan tâm nhiều hơn thì anh chị nên xem video lại một lần thứ hai. Để anh chị có thể nhìn kỹ hơn nữa ha. Những cái nào mà sơ sót anh chị nhìn sơ qua không kịp á, anh chị xem lại lần hai nhiều khi nó cũng rất là tốt. Nó mình nhìn kỹ hơn một chút nữa rồi anh chị mới về xem thực tế thì nó sẽ hay hơn. Rồi gặp trực tiếp với chủ thương lượng nha anh chị. Rồi đến đây thì em cũng xin hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo. Rồi em xin chào anh chị ạ.